chia sẻ cuối cùng của ca sĩ Phi Nhung trước khi chút hơi thở cuối cùng. Nữ ca sĩ CP đình đám Vbiz sang Mỹ cùng bạn trai là cậu cả của một tập đoàn nghìn tỷ giàu khủng. Cậu cả gia tộc Sơn Kim bất ngờ đăng ảnh kèm caption Only Poo. Chi Poo liên quan gì đến tập đoàn nghìn tỷ Sơn Kim Group? Trưa ngày 28 tháng 9, thông tin ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với Covid-19 khiến cho cả showbiz đau lòng và tiếc thương. Cô ca sĩ Phi Nhung hưởng dương 51 tuổi. Được biết, ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 do tiếp xúc với F0 khi đi thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô ca sĩ được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vào đêm ngày 26 tháng 8. Sau một tháng chữa trị tích cực, nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là một mất mát và tổn thất lớn lao cho làng giải trí Việt. Hiện tại rất nhiều nghệ sĩ đang vô cùng bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Phi Nhung, tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1972 tại Pleiku. Phi Nhung sinh ra trong một gia đình không có hoạt động nghệ thuật, nhưng bản thân lại có đam mê rất lớn đối với nghề ca hát. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng qua các bài hát như Nhớ mẹ mồ côi, Hoàng hôn màu tím, Con gái của mẹ, Bông điên điển, v.v. Nữ ca sĩ và Mạnh Quỳnh là đôi bạn song ca nổi tiếng, chiếm trọn thiện cảm trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Cố ca sĩ có cô con gái ruột tên là Wendy Phạm, đang làm y tá và sinh sống tại Mỹ. Chân dung chồng của ca sĩ vẫn là một bí ẩn trong suốt nhiều năm qua. Ngoài cô con gái ruột, nay đã 29 tuổi, nữ ca sĩ Phi Nhung còn có 23 người con nuôi, trong đó có Hồ Văn Cường, Thiêng Ngân, được nữ ca sĩ tạo cơ hội cho phát triển nghệ thuật và cũng khá thành công. Sau khi nhận được thông tin nữ ca sĩ qua đời, người hâm mộ ngay lúc này đã tìm lại bài đăng cuối cùng của nữ ca sĩ trước khi qua đời. Theo đó, tối ngày 22 tháng 8, Phi Nhung đã chia sẻ lại bài viết ghi lại hình ảnh đi làm từ thiện do mình có tiếp xúc với một vài F0. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng cáo lỗi vì không thể hát cho mọi người nghe lúc ấy. Nhân đây, Phi Nhung xin cáo lỗi với khán giả Quý Nga và khán giả hải ngoại lần này, kính mong mọi người thông cảm. Giờ đây, khi nhìn lại lời đăng cuối cùng của Phi Nhung, netizen đã không khỏi nghẹn ngào. Lại là một ngày đẹp trời, hội bạn thân showbiz đã trở lại tám chuyện cùng cõi mạng đây. Chẳng là cách đây ít tháng, có một nữ ca sĩ nổi tiếng Vbiz, tạm gọi là CP, bị đồn là đã chia tay bạn trai thiếu gia giàu có sau khoảng thời gian hẹn hò, vướng drama chấn động với chính bản thân. Dân tình còn bắt gặp cô gái này lộ diện bên cạnh một chàng trai ngoại quốc, tình tứ hết chỗ để nói. Tưởng Hòa đã nhanh chóng tìm được chỗ mới, tuy nhiên sau đó chính chủ đã chính thức phủ nhận, khẳng định chỉ là bạn xã giao. Cũng phải, bởi nữ ca sĩ này có một độ hot khủng, đi đến đâu thì cũng có thể bị nhận ra, không thể nào công khai tình tứ với bạn trai một cách lộ liễu ở nơi công cộng như thế. Có lẽ vì vậy nên CP sẽ chọn yêu một ai đó ở nước ngoài cho kín đáo, như Mỹ chẳng hạn. Thật trùng hợp là những ngày gần đây, dân tình xứ sở cờ hoa thấy sự xuất hiện của một nữ ca sĩ đình đám Vbiz. Trong lúc đang giãn cách, chẳng ai hay biết CP đã rời Việt Nam từ lúc nào. Chỉ biết cô nàng này rất hào hứng đi khám phá từ trường đại học nổi tiếng đến những khu giải trí mà rất nhiều sao từng ghé qua. Nhan sắc của ca sĩ này thì xinh miễn bàn rồi, vì rùa thì cứ gọi là hàng đỉnh của shop. Thế nhưng chủ nhân đứng đằng sau những bức ảnh mà cô đăng tải trên mạng xã hội này là ai thì chưa ai rõ. Theo nữ ca sĩ này, chuyến đến Mỹ của cô là để học, gặp gỡ công ty đối tác và thăm người thân. Nhưng thật trùng hợp, hội bạn thân showbiz lại hóng hớp được rằng lần này nữ ca sĩ đến Mỹ cùng một người rất đặc biệt, tạm gọi là V ở Boston. Đây cũng chính là bạn trai của cô. Nói về gia thế của anh chàng này thì khủng khỏi bàn cãi. Đây là cậu cả thiếu gia của một trong những tập đoàn thuộc hàng top tại Việt Nam, kinh doanh nhiều lĩnh vực. Anh chàng này là cựu sinh viên của trường Boston University, Mỹ, đại học đứng thứ 57 trên bảng xếp hạng các trường tốt nhất thế giới. Sau khi hoàn thành việc học, V đã tham gia vào quản lý một công ty đầu tư giáo dục ở thị trường Bắc Mỹ, thế nên bay qua bay lại như cầm bữa. Trùng hợp thay, đây cũng là điểm đến mà nữ ca sĩ CP, nơi cô thường xuyên check-in trong suốt những ngày gần đây. Lùi lại thời gian cách đây vài tháng, ca sĩ đình đám này xuất hiện trong một bộ ảnh quảng cáo nội y với dàn mỹ nhân đình đám. Cô CP được xếp ở vị trí trung tâm như nữ chính đầy quyền lực. Sâu chuỗi một chút thì hãng nội y này lại thuộc tập đoàn đầy quyền thế của nhà anh chàng thiếu gia V nói trên.
Trong suốt thời gian dịch Covid-19, cậu cả tập đoàn ở lại Việt Nam, phụ giúp công việc gia đình. Có lẽ đây là thời điểm mà nơi tình yêu bắt đầu của cặp trai tài gái sắc. Nếu theo dõi nữ ca sĩ nổi tiếng này, sẽ dễ nhận ra ngay, khoảng thời gian gần đây cô bắt đầu chuyển về sống ở một căn hộ mới với tầm view sang chảnh ngay giữa trung tâm quận 3 sầm uất. Điều đáng nói là thông qua story mà CP đăng tải, sẽ thấy căn nhà này cực kỳ rộng, có bể bơi, thậm chí là phòng tập gym giống như một căn penthouse. Thử làm một thao tác Google nhanh gọn nhẹ, sẽ thấy giá trị của một căn trong khu cao cấp này dao động đến khoảng trên dưới 100 tỷ đồng. Và thật trùng hợp, chủ đầu tư của khu căn hộ nơi CP sống là tập đoàn nhà thiếu gia V. Nói đến đây thì mọi chuyện vô lý đã thành có lý cho quý vị. Ở thời điểm hiện tại, những thông tin liên quan đến cậu cả Nguyễn Hoàng Việt, con trai lớn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sơn Kim Group đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Mới đây, Hoàng Việt đã công khai Instagram và khiến cho dân tình không khỏi bất ngờ trước hình ảnh mới nhất được anh chàng đăng tải. Trong đó đáng chú ý phải kể đến chiếc caption đầy ẩn ý của anh chàng thiếu gia Sơn Kim Group. Cụ thể, ngay sau khi trên mạng xuất hiện nhiều tin đồn xoay quanh chàng thiếu gia của Sơn Kim Group, ngay lập tức, Hoàng Việt đã đăng bức ảnh của mình cùng cún yêu kèm caption "The only poo for me is Putin", tạm dịch, poo duy nhất của tôi là Putin. Được biết, Putin là tên em cún của Hoàng Việt đang nuôi. Chàng thiếu gia quý nó tới nỗi lập hẳn một Instagram riêng chỉ để đăng ảnh của mình và Putin. Là một mỹ nhân xinh đẹp, tài năng, nên chẳng khó hiểu khi chị Pu trở thành cái tên được hàng loạt nhãn hiệu săn đón. Gạt đi tất cả những chông gai trên con đường ca hát, sự nghiệp quảng cáo của nữ ca sĩ luôn là giấc mơ của biết bao nghệ sĩ Việt khi liên tục được bắt tay và ký kết hợp đồng với hàng loạt nhãn hiệu danh tiếng. Đáng chú ý hơn cả, với thân hình ngày càng bốc lửa, vào năm 2020, chị Pu đã chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu nội y Vera. Được biết, thương hiệu Vera ra đời vào năm 1979 là kết quả của liên doanh giữa Sơn Kim Retail thuộc Sơn Kim Group và Khoa Dili Nishida. Trong bộ ảnh quảng cáo nội y cùng nhiều mỹ nhân V-Beat, nữ ca sĩ nổi bật ở vị trí trung tâm gây bão vì quá nóng bỏng và gợi cảm. Mối nhân duyên với tập đoàn Sơn Kim của chị Pu vẫn chưa kết thúc. Đến giữa năm 2021, netizen phát hiện giọng ca Anh ơi ở lại đã dọn vào một căn villa cao cấp có tên Serenity Sky Villa. Đáng chú ý, chủ đầu tư dự án này chính là công ty cổ phần Serenity Sky Villa, trực thuộc Sơn Kim Land. Theo tìm hiểu, nhà mới của chị Pu nằm trong khu căn hộ sang trọng bậc nhất giữa quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Giá mỗi căn có thể là vài chục tỷ, thậm chí để sở hữu một căn trong khu này, người mua có thể bỏ ra trên dưới 100 tỷ đồng. Vậy còn bạn nghĩ sao về những thông tin của chúng tôi ngày hôm nay? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!